Và cũng trong ngày hôm nay 13 tháng 5, Đảng quỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân quỹ Trung ương trong Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh Long An. Đại tá Trần Vinh Ngọc, Chính quỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị quán triệt một số nội dung cơ bản của nghị quyết số 230 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện nghị quyết số 230 cho các đồng chí đảng ủy viên, đảng quỹ quân sự tỉnh, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị, 15 quyền thị xã thành phố trong toàn lực lượng chủ trang tỉnh. Qua hội nghị, tạo sự thống nhất nhận thức trách nhiệm của cấp quỹ chỉ huy, vai trò của các cơ quan đơn vị, đội ngũ cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện những quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh gọn mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.